Xin chào cả nhà, hôm nay Xíu sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một cái bộ phụ kiện rất là dễ thương. Và phụ nữ thì mình những khi mà mình đi tiệc thì sẽ rất là cần dùng đến. Đó chính là cái, bạn nhìn nè, đây, đó chính là đôi hoa tai và nhẫn hoa như thế này. Nó sẽ đi cùng tông với lại cái bộ váy áo của mình. Thì trông rất là dễ thương luôn, nhìn điệu nhưng mà gọi là sành điệu ha. Đây là chiếc nhẫn nè, chiếc nhẫn hoa. Đây, Xíu đeo vào cho các bạn xem nhé. Có thể đeo ngón nào cũng được hết. Đấy, bạn nhìn nè. Đây, rất là dễ thương luôn. Còn đây là đôi hoa tai, thì cái này Xíu mới làm xong một chiếc thôi. Đấy, các bạn sẽ chuẩn bị lấy những cái hoa tai mà có sẵn của mình, nó có thể là ngọc trai hoặc là hoa tai vàng bình thường khác đeo được hết nhá. Đấy, thì cái loại mà chui như thế này này, đó, chúng ta sẽ cái phần này nè, các bạn thích thì các bạn gắn vào, chúng ta không có móc cố định mà đấy, gắn vào lấy ra đeo được hết nha. Các bạn sẽ tháo nó ra khi mà các bạn không thích gắn cái hoa tai này vào nè, thì các bạn đó, các bạn tháo nó ra được chưa, nó sẽ ra như vậy. Rồi, về hoa tai của mình bình thường nè, khi mà các bạn mix với những cái bộ quần áo cùng tông thì chúng ta sẽ gắn nó vào thôi, được chưa, nó rất là tiện luôn. Đấy, chúng ta sẽ gắn nó vào như thế này để đi cùng bộ với mình. Nhẫn thì mình sẽ móc cố định chứ không tháo được như vậy nha các bạn. Đấy, đây là hoa tai. Còn nhẫn này thì các bạn lưu ý cho Xíu á, là đối với nhẫn thì chúng ta sẽ chọn những cái chiếc nhẫn mà ví dụ như cái nhẫn này nè, thì các bạn móc cái phần hoa lên nó sẽ che mất cái hai bên này, vẫn được nhưng mà nó che mất hai cái bên này. Nhưng còn đối với những cái loại nhẫn như vậy này, một hạt ở trên này thì chúng ta móc nó dễ hơn. Các bạn nhìn này, đấy, nó sẽ dễ hơn nhá, được chưa. Thì bây giờ Xíu sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta móc. Đầu tiên đó là các bạn chuẩn bị một đôi hoa tai như vậy và một chiếc nhẫn như thế này nhá. Tiếp theo nè, chúng ta sẽ cần một ít sợi, thì sợi ở đây Xíu dùng sợi thái 0.8mm, chỉ cần một đoạn nhỏ thôi là đủ rồi. Tiếp theo là sợi này là cái tông màu chính của mình nè, Xíu sẽ phối với một ít màu đen. Đây các bạn nhìn nè, hoa tai là mình cần màu đen này để làm nhụy ở bên trong. Đấy, một ít màu để phối làm nhụy ở bên trong. Thì đây là về lên sợi kim, thì các bạn sẽ sử dụng kim 1.25mm ha, 1 đến 1.25mm. Đây là kim khâu và kéo. Rồi, tiếp theo Xíu sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để thực hiện. Thì đầu tiên Xíu sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái hoa tai này trước, rồi sau đó chúng ta sẽ móc cái chiếc nhẫn sau nhé. Để mà móc một cái đôi hoa tai này nè, thì Xíu sẽ móc cái phần hoa to ở dưới trước, rồi sau đó mình sẽ móc cái hoa nhỏ ở trên này sau. Các bạn sẽ lấy cái phần mà sợi, màu sợi để chúng ta làm nhụy đấy. Đấy, các bạn sẽ vuốt lại nè, vuốt sợi lại, rồi móc cho Xíu 5 mũi bính, móc 5 mũi bính nhé. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5 mũi bính. Sau khi móc xong 5 mũi bính thì chúng ta nối vòng với cái mũi bính đầu tiên này nè. Chúng ta sẽ móc vào đây để nối thành một cái vòng tròn. Đó, các bạn nối vào nè, trượt qua để nối vòng, sau đó các bạn nè móc một mũi bính và chúng ta bắt đầu hàng đầu tiên. Các bạn sẽ móc vào trong ở giữa của cái vòng tròn này nè. Đây, các bạn thấy nó có cái lỗ chưa? Móc vào đây, chúng ta vừa móc vừa giấu cái sợi thừa chỗ này luôn nè. Đấy, các bạn sẽ móc vào đây cho Xíu là 8 mũi đơn, 8x ha, 8 mũi đơn. 1 nè, tiếp tục nè, móc vào cái vòng tròn này. 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 8 cái mũi đơn vào cái vòng tròn nó sẽ ra được như vậy. Tại vì Xíu làm cái nhụy màu đen nên nó hơi khó nhìn, các bạn chịu khó một tí nha. Rồi, sau đấy này các bạn trượt với cái chân đầu tiên nè,
trượt với cái chân đầu tiên, trượt qua để kết thúc. Đấy, hàng thứ nhất. Bắt đầu hàng thứ hai nè, thì chúng ta sẽ tăng mũi. Mỗi chân các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn, tức là V8 mũi V ha. Móc lên một bính nè, sau đó cứ mỗi chân là các bạn móc cho xíu 2 mũi móc đơn nhá. Nè, chân đầu tiên nè. Các bạn móc vào đây 2 mũi đơn. Một mũi móc đơn nè, tiếp tục nè. 2 mũi móc đơn nè, thế là xong cái chân đầu tiên nè. Đến chân thứ hai tương tự nè, chân thứ hai ở đây thì cũng móc nè, một mũi móc đơn nè, 2 mũi móc đơn nè. Đấy, hoặc là gọi là mũi V đấy. Chân thứ ba nè, 2 mũi móc đơn nè. Chân thứ tư, các bạn móc như vậy đủ 8 chân móc ha. Chân thứ năm nè. Chân thứ sáu. Chân thứ bảy. Và chân thứ 8. Rồi sau khi đủ 8 chân này thì các bạn nối với, cũng trượt với cái chân đầu tiên này, đâm vào cái chân đầu tiên của hàng thứ hai. Các bạn trượt qua để kết thúc hàng thứ hai. Thế là cái phần nhụy của hoa to mình đến đây thôi. Các bạn sẽ cắt. Chúng ta cắt sẽ thừa. Rồi, chừa lại một đoạn sợi như thế này nè. Thế là xong cái phần nhụy của hoa to. Nó sẽ được như vậy nha các bạn. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nè. Các bạn sẽ móc cái phần cánh hoa. Chúng ta sẽ tiến hành móc cánh hoa. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng màu sợi để móc cánh hoa. Các bạn cũng sẽ gút sợi lại như thế này nè. Đấy. Rồi, sau đó này chúng ta nối vào. Chú nối ngay vào cái vị trí này luôn nha. Ngay cái chân móc đầu tiên này nè. Chúng ta nối sợi vào. Móc cố định nó lại nè. Rồi, cái cánh hoa này các bạn sẽ móc cho xíu như sau. Móc, các bạn móc nè, 5 mũi bính. Móc chặt tay ha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mũi bính xong nè. Các bạn sẽ móc mũi kép đôi nè. Các bạn móc sợi dây nè. Một lần nè. Móc tiếp một lần nữa nè. Hai lần nè. Để cho sau đó các bạn đâm xuống cái chân, cái chân cũ này nè, ngay cái chân cũ này nè, đâm xuống đây, móc lên nè, các bạn trượt qua một lần nè, hai lần nè, ba lần, trượt ba lần như vậy. Sau đó các bạn sẽ móc 5 mũi móc bính, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi các bạn sẽ móc xuống cái chân thứ hai ở đây nè. Các bạn móc xuống cái chân móc thứ hai, một mũi móc đơn, móc vào chân thứ hai nhé, một mũi móc đơn. Thế là chúng ta được một cái cánh hoa như vậy nè các bạn. Một cái cánh hoa như vậy. Một cái cánh hoa. Tiếp tục nè. Các bạn lặp lại nè. Các bạn móc vào. Bây giờ các bạn móc vào chân tiếp theo nè. Là chân thứ ba đấy. Các bạn móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Để sang cái cánh thứ hai. Một mũi móc đơn nè. Rồi các bạn sẽ móc lên 5 bính. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè, 5 nè. 5 bính xong các bạn cũng móc mũi kép đôi nè. Ngoắc sợi dây một lần nè, ngoắc cái sợi dây lần thứ hai nè. Sau đó móc xuống cái chân cũ, cái chân này nè. Đấy, móc xuống đây. Mũi kép đôi nè. Kéo qua một lần nè. 2 nè. 3 nè. Đấy được gọi là mũi kép đôi. Rồi sau đấy các bạn lại móc 5 mũi bính. 1 2 3, 4, 5. Rồi, móc vào chân tiếp theo mũi móc đơn để kết thúc cái cánh hoa thứ hai. Nó sẽ ra được như vậy nè các bạn. Các bạn lặp lại như vậy là chúng ta sẽ có tổng là sẽ có 8 cái cánh hoa như thế này nè các bạn nha. Tiếp tục nè. Các bạn móc lên các bạn à, qua cái cánh hoa thứ ba là các bạn móc vào cái chân móc tiếp theo nè. Một mũi đơn ha, chúng ta sang chân móc tiếp theo. Đấy, một mũi móc đơn nè. Được chưa? Rồi, cũng lên 5 bính nè. 1 2 3 4 5. Sau đó móc mũi kép đôi xuống cái chân cũ ở bên dưới ha.
một lần nè, hai lần nè, ba lần nè, rồi sau đó đến năm, năm mũi, mũi bính, một, hai, ba, bốn, năm. Rồi móc vào chân tiếp theo một mũi, một mũi đơn, kết thúc cái cánh hoa thứ ba, kết thúc cánh hoa thứ ba nhá. Rồi móc vào chân tiếp theo để bắt đầu cánh hoa thứ tư. Rồi các bạn cũng tương tự nè, móc 1, 2, 3, 4, 5, 5 mũi bính, sau đó móc mũi kép đôi vào chân, chân dưới, chân cũ của nó. 1, 2, 3, đấy, sau đó để đến 5 mũi bính, 3, 4, 5 bính, rồi móc vào chân tiếp theo 1 mũi đơn. Được chưa? Thế là xong 4 cái cánh hoa nè. Tiếp tục nè, móc vào chân tiếp theo 1 mũi đơn nè. Rồi đến 5 mũi bính nè, 1, 2, 3, 4, 5 nè. Sau đó móc mũi kép đôi xuống cái chân cũ nè. 1, 2, 3 lần nè. Tiếp tục 5 mũi bính, 5, sau đó móc xuống chân tiếp theo nè, 1 mũi móc đơn nè. Rồi lại móc vào chân tiếp theo 1 mũi móc đơn. Đấy, để bắt đầu cái cánh hoa thứ 6. Lên 5 bính. Đấy, các bạn cứ lặp lại như vậy thôi. Mũi kép đôi nè, xuống cái chân cũ nè, rồi đến 5 bính nè. Móc xuống chân tiếp theo 1 mũi móc đơn nè. Rồi lại móc vào chân tiếp theo 1 mũi móc đơn để sang cánh hoa thứ 7. Rồi lên 5 bính nè. Tiếp tục mũi kép đôi vào cái chân bên chân cũ bên dưới. Rồi đến 5 bính. Sẽ móc vào chân tiếp theo 1 mũi đơn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ còn 2 chân móc. Đây chính là cái cánh hoa cuối cùng, cánh hoa thứ 8. Các bạn móc vào đây 1 mũi móc đơn, móc vào chân tiếp theo 1 mũi móc đơn nè. Sau đó lên 5 bính nè. Rồi, móc mũi kép đôi vào cái chân cũ. Rồi, lại 5 bính nè. Sau đó móc vào chân tiếp theo cũng là cái chân cuối cùng của mình nè, 1 mũi móc đơn. Sau đó các bạn nối với cái chân đầu tiên này nè. Nối vào cái chân đầu tiên này để cho nó khỏi có cái khoảng cách của màu đen ấy, trượt qua, một mũi trượt. Thế là bây giờ các bạn móc sợi dây nè, cắt sợi thừa. Chúng ta cắt sợi thừa. Rồi, vuốt cái sợi dây chỗ này lại. Thế là xong cái bông hoa to ở bên dưới, nó sẽ ra được như vậy nè các bạn. Đấy, được chưa? Nó sẽ ra như vậy. Xíu này xíu sẽ dùng cái cánh này nè để chúng ta nối với cái hoa ở trên, hoa nhỏ ở trên nhá. Đấy, thế là xong được một cánh hoa. Cái này nè thì các bạn sẽ dùng chúng ta sẽ dùng kim khâu lên để chúng ta giấu cái sợi thừa này đi. Đấy, chúng ta sẽ giấu nó đi. Này, các bạn, cái này là sợi chỉ màu hồng này. Các bạn sẽ nối với những cái đường màu hồng như vậy. Được chưa? Đấy, các bạn móc qua, kéo qua. Rồi các bạn đâm lại, đâm ngược lại. Đây nè, các bạn nhìn này, các bạn đâm. Nhớ là chỗ này thì chúng ta đừng có đâm vào cái đường cũ, mà chúng ta sẽ đâm bỏ cách qua để cho nó khỏi bị tụt ngược lại đấy các bạn. Đó, các bạn đâm ngược lại vậy. Là cái sợi này của mình này, nó rất là chắc chắn, nó sẽ không có bị tuột khi mà mình sử dụng nhiều lần đấy. Đấy, tương tự cho hai sợi này. Thì hai sợi này các bạn sẽ nối ở trong cái vòng màu đen này. Chúng ta nối nó luôn vào trong cái vòng nhụy. Đấy, các bạn sẽ đâm luôn nó vào trong cái hàng nhụy nè, nhụy hoa.
Đấy, các bạn thấy chưa? Nên nó hơi khó kéo một xíu. Rồi. Đấy, cái này là vì mình đâm nó theo cái chiều vòng tròn cho nên mình không cần đâm ngược lại vẫn được nha các bạn. Tại vì nó theo cái vòng tròn là nó rất là chắc chắn rồi, nó sẽ khó tuột ra lắm. Đấy, các bạn sẽ kéo lại rồi chúng ta cắt sợi thừa bỏ đi. Đấy, thế là chúng ta sẽ xong. Các bạn giấu sợi thừa là giấu phía bên mặt trái nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái hoa to rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ hoàn thành cái hoa bông hoa nhỏ này, bông hoa nhỏ ở phía trên như vậy nha các bạn.